Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 không chuyên được nhiều thí sinh nhận định là vừa sức. Riêng phần đọc hiểu nói về ô nhiễm môi trường có những từ vựng thuộc chuyên ngành nên có phần khó khăn với thí sinh. Phần thi viết với chủ đề English Speaking Skill, kỹ năng nói tiếng Anh, yêu cầu viết từ 80 đến 100 từ. Thí sinh cho rằng đây là phần để phân loại thí sinh. Đề tiếng Anh thì phần đọc hiểu làm bài nó hơi khác so với năm ngoái. Con thi xong thì con cảm thấy là ba môn của con cũng ổn, nhưng mà có môn toán thì con hơi lạc tưởng một tí, nhưng mà con thấy môn văn của con cũng được, môn Anh cũng vừa sức của con. Sau khi trước khi ba môn thì cháu cảm thấy là cháu đủ tự tin để cháu đậu vào trường này, gọi là cháu mang cho hy vọng sao cho có thể mọi người thi trường này đều đậu. Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, ở môn thi cuối cùng vào lớp 10 không chuyên, toàn tỉnh có 26 hội đồng thi. Riêng hội đồng thi trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông, thí sinh không thi môn tiếng Anh. Tổng số thí sinh dự thi là 13.511 thí sinh, có 34 thí sinh vắng thi. Buổi thi sáng nay diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi. Chiều nay các thí sinh dự thi vào các lớp chuyên của trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết sẽ thi môn chuyên. Thời gian làm bài 150 phút. Sáng mai 11 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Quảng Ngãi sẽ kết thúc với buổi thi kỹ năng nói dành cho các thí sinh dự thi vào lớp chuyên Anh của trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết.